có ý gì đâu, chỉ muốn kết bạn thôi. Muốn kết, đúng không? Muốn kết bạn thôi. Nha. Kết bạn hả? Ừ, kết bạn làm quen, có Facebook trên Facebook đi. Tôi đang đứng, đứng như là hướng hoa vậy đó. Trời ơi, chết rồi, nãy giờ leo vô móng đất không mà bây giờ sao nó biết nữa. Điệu đàn quá. Tôi chỉ có gái không điệu sao được, giờ tao phải đi làm móng đây nè. Thì đẹp thiệt mà mày đáp hay kia ghê quá. Kệ tao, tao đang tập mà mày vô duyên quá. Thằng này thiệt. Chán quá. Ừ, chán thiệt. Tập gì hoài tao thấy không ổn ơi. Ê, hay hay là tao với mày đi đi đâu? Kêu thành lập một cái nhóm nhảy đi. Xong cái tao với mày đi thi Việt Nam Next Top Model. Ê, không đúng đâu. Tao thấy mày đi thi Việt Nam Next Top Model á, tướng tại mày. Ê mà hình như cũng có gì sai sai mà. Đúng rồi á. Không được vậy là sao giờ? Nghĩ cách khác đi mà. Ý tao là tao với mày thành là một cái nhóm nhảy đi, rồi đi thi cái gì đó, xong rồi cái mình được cái tiếng tăm chút xíu, xong cái mình đi diễn, xong rồi sau đó mình sẽ nổi tiếng. Ôi xuống, xuống xuống lại, xuống xuống như vậy à? Xuống đi. Rồi rồi. Ôi xuống, kêu xuống. Ừ, đúng rồi, xuống. Đúng rồi, xuống đi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, nó kêu xuống. À, kêu... tao kêu mày á. Mày tao dạ. Tao tự nhiên kêu tao xuống, tao ngồi đây với mày tự nhiên kêu tao xuống. Ai kêu mày mơ quá chị? Tao mơ nào? Tao nói thiệt chứ bộ. Mày thấy thời buổi gì không? Thời buổi công nghệ kỹ thuật số. Mày thấy không? Diễn viên mới ra trường xíu à. Cái nó nổi tiếng quá trời quá đất mà không biết sao. Tao chỉ mày dễ lắm. Đâu? Sao? Hay là tao bây giờ mày có biết là mày muốn nổi tiếng là mày cần nhiều thứ lắm không? Ở cần gì? Trời ơi, thời buổi bây giờ nè, nổi tiếng là mình phải cần tiền bạc nè, chứ quần áo nè, phục trang nè, phải có bầu xô, đúng không? Đúng không? Ừ, đúng không? Mà cái điều quan trọng là gì biết không? Tao biết à. Là gì? Tiền, đúng không? Tiền là cái quan trọng nhất. Nhưng mà tao nghĩ còn một cái quan trọng hơn nữa. Cái gì? Cái gì mày nói tao nghe? Cái gì quan trọng hơn tiền? Cái gan. Gan hả? Ừ. Gan nào không có? Trời ơi, thì đúng rồi. Ơi, mà đúng rồi, gan heo, gan bò, gan trâu ngoài chợ bán thiếu gì? Mày tao lao nữa. Tao nói gan là cái gan của mày á. Mày có gan không á? Có gan làm mày không? Mày không nghe ông bà ta nói có gan làm giàu hả mày? Tao nghe mà tao không có hiểu. Có gan là sao nè? Đây là thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ số. Ừ. Thời buổi bây giờ là thời buổi mạng xã hội, thấy không? Mày làm mày làm cái gì á, mày lên mạng nó cũng biết hết trơn á. Đó, bây giờ mày muốn nổi tiếng gì? Mày thảo xì cắn đan. Thấy mày làm xì cắn đan úp lên mạng một cái là nổi tiếng khỏi tốn tiền luôn. Khỏi bầu xô bầu gì hết á, tự phốt tiền luôn. Ghê vậy hả? Ừ. Mà làm sao? Thằng ngu đơn giản thôi nè, tao sẽ dẫn đan là sao? À, bây giờ ha, giả dụ mày đi ra ngoài đường, cái mày gặp thằng nào đó hoặc là gặp con nhỏ nào đó nhất là con gái, mày gặp con gái mày đánh nó, mày đánh nó, mày đánh nó mà chưa hình nào cầm cái camera mày quay lại tao, mày quay nó lại ha, mày đánh mày xé quần nữa tao, xong mày đúp lên mạng nổi tiếng. Ơi, sao công an bắt tao luôn hả? Thì mày úp làm sao mà mày dùng sạc với nước ngoài hay gì đó, mày đừng có đừng cho nó biết mày úp. Không, thằng nào ơi, bây giờ nhà mà nó ba mẹ mẹ, mẹ ba mẹ chứ còn đánh ba mẹ cái quay phim nữa, mình mạng cho nổi tiếng. Công nhận mày bất hiếu ghê luôn á. Tao giả bộ thôi, mày không hiểu hả công? Sao mày công hoài, mày không bao giờ mày thẳng được vậy? Ai biết ba má lập tôn đâu vậy, biết sao vợ. Đồ cái thằng này thằng kia đó, mày đừng có sợ nhục phải không? Mày sức kem chống nhục lên, cho mày úp hết lên mạng luôn đó. Mày đi vô công viên nước rồi bơi đúng không? Cái mày tắm mày ở bờ, mày cầm camera mày quay lén cái này. Mày rút cái nút đường đó, cho nó to đường cái nó cãi khắp mày đó. Sao kêu quay lên mạng đâu? Cái nó chửi này chửi kia, cái mày nói, ừ tao vậy đó chửi đi. Mà nó chửi mày là mày thành công đúng không? Hiểu không? Không. Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Giờ tao nói với mày như là đàn gãi tao trâu vậy đó. Tao nói với mày như chỗ lá môn vậy đó. Không hiểu chân chỗ giờ sao làm. Em ha, đi đâu mà vợ mà vàng, dừng chân cái
cái lại cho anh 80 được không? Mày là ai vậy? À tụi anh là à tụi anh đi chơi công viên. Tụi anh đi bộ, tụi anh tặng bộ cho anh nghe. Xin mời anh hút hết. Xin mời anh hút hết nè. Em đâu đâu vậy? Thôi em nhìn thấy anh quá sao ánh mắt em không thể hiện được nỗi buồn mà anh phải cảm nhận được. Em giật đồ của em bị cướp phải không? Tụi ơi sao em được? Không được, không đúng. Cái điện thoại em còn cầm cái tay rồi, em phải bị cướp đó. Thì em bị cái gì? Em bị thất tình. Em bị thất tình phải không? Em muốn tự tử phải không? Thôi được. Anh nói gì bậy bạ vậy? Anh nói gì bậy bạ đâu? Mày nói gì nó bậy không? Tự nhiên là anh là ai vậy? Tự nhiên tôi đang đi dẫn đường tôi làm sao? Không có, trời. Anh muốn gì? Không có muốn gì hết trơn á. Muốn kết bạn với em hả? Đúng rồi. Tụi anh chỉ muốn kết bạn với em thôi à. Tôi đâu quen biết hai anh đâu mà kết bạn với tôi. Trời ơi, không nghe internet. Trên internet có câu á, chút lạ sao quen anh. Ê, bậy. Cái đó ông bà người ta nói với internet nào đói. Thì tao, kệ tao. Tao không nghe ông bà nói mà tao lên internet tao đọc được được không? Được. Không, mấy anh ngộ quá à, điện cãi nhau, lũ lại cãi nhau là sao? Đó, tụi anh em thấy không? Em nhìn cái bộ dạng, cái tướng ăn mặc, cái phong cách tụi anh em thấy có phải đầu đường xóa chợ không? Đó, anh là nhà đàng hoàng, thấy không? Anh đàng hoàng. Đúng rồi, anh chỉ muốn, anh chỉ muốn sao? Muốn kết bạn với em thôi. Anh muốn kết bạn với em thôi mà. Không có ý gì đâu, chỉ muốn kết bạn thôi. Muốn kết bạn, muốn kết bạn thôi. Nhá. Kết bạn hả? Ừ, kết bạn làm quen, có Facebook cho anh Facebook đi. Này nè, kết bạn Facebook, kết bạn Facebook. Mới một thù có thêm một bạn hiểu không? Hai bạn luôn. Hai muốn kết bạn thiệt không? Thiệt. Mày thương mà kết bạn. Ừ vậy cũng được. Trời ơi mày hay dữ vậy Thành ơi. Ngồi xuống ngồi xuống. Hai anh tên gì vậy? Anh tên là Thành đẹp trai. Cho Facebook hay là Facebook? Anh tên gì? Không cũng mấy đẹp trai. Chụp hình S Facebook. Anh tác em. Chú mỏ chú mỏ. Hả tiên giờ là chụp hình với chú mỏ hả? Cái Facebook của em là gì để anh tác em qua ha? Anh tác em ha. Mày muốn tác không? Tao hả? Tao quỷ. Em vui tính quá. Anh tác xong rồi. Mình nói thở lên thôi. Mày muốn tác nữa không? Ôi khỏi, cảm ơn mày nha. Tưởng mày muốn tác nữa. Đẹp chụp hình à, dạ hoài đó. Bà Thúy ơi bà Thúy ơi, Thúy, trời ơi, cái con giúp việc của bà đi đâu rồi hệt ghê. Thôi không ra mở cửa, tôi đứng ngoài tôi đợi cái tiếng hồi tôi leo vô là trời ơi, xúc xổ quần quà, hết chơi cái trội rồi, áo sống thì mệt ghê. Bà nội. Cái gì? Bà làm gì vậy? Sang quần hay nè? Tôi tới nhà tôi lầm bầm làm gì vậy? Trời ơi, đi qua thăm bà, rủ bà đi chơi. Mà bây giờ trời ơi, về rồi sao ra đường trai nó ngó tôi khổ ghê. Bởi vậy á, chơi với bạn bằng vậy. Con giúp việc bà làm gì vậy? Bà nội. Bây giờ á tôi không có giúp việc gì ở đây hết trơn á. Tôi chuẩn bị tôi đi nè. Đi đâu? Trời ơi, tôi qua đây tôi chơi với bà. Hai đứa mình nói chuyện với nhau, kể chuyện cuộc đời mình rồi đứng lên tôi coi. Trời ơi, bên này đẹp quá, đi đâu mà mầm đẹp quá vậy? Đẹp không? Đeo giữa hột bẹt đó hả? Ồ, cái chủ này bà đeo là sang lắm á. Nhìn bà cỡ tám mấy tuổi đó dễ thương. Tối nay ghẹo mà. Ghẹo gì? Bây giờ hẹn trưa nay là đi làm xì ba nè, có móng nè. Trời ơi chết rồi, nãy giờ leo vô móng đất không mà bây giờ sao nó không biết. Thôi. Bà điệu đàng quá. Cái con gái không điệu sao được, người ta phải đi làm móng này nè. Đi mà bà đi đâu? Tôi đi về công việc của tôi đang đê đê, tôi không có bỏ được, tôi đi được. Ủa bà đi công việc rồi tôi đây tôi chơi ai? Tôi chơi với con giúp việc của bà hả? Trời ơi, bà coi lại nha. Tôi nha, không phải đàn ông nha. Nghĩ sao tôi thích con gái mà tôi chơi với con gái nhà bà có bị bệnh gì không vậy? Thôi không có nói nhiều nữa, mệt quá. Nhiều bây giờ giùm tôi, tôi tự nhiên đi, bây giờ khoan đợi xíu. Alo. Buổi sáng vui vẻ, tâm trạng bất ổn xin nghe. Hả? Cái gì hả? Sao nãy giờ không nói? Tony gặp liền. Cái gì mà Tony hứa đó là Tony sẽ lo hết. Ừ, miễn là lo cho Tony thôi. Cứ làm vợ là được rồi. À, vậy nha. Bà nội.
rồi. Hả? Bà hứa với tôi sao? Đừng nói tôi là bà làm nghề cũ nghe không? Làm cái gì đi, nó gặp nó coi mắt chồng ta mà nghề cũ. Nói đó, nói cho bà nghe trước đó nha. Lơ mơ công an nó còng bà đó nha. Ủa trời ơi, sáng sớm chưa có gì hết, bà làm ơn bà phải xúc miệng đi. Vô xúc miệng lại nói làm tôi bà nha. Nhiều quá. Chứ nói gì nói xui xui xa mà má tôi đi. Mệt ghê vậy bây giờ leo ra đó nè má ơi. Em nói rồi đó, không được đâu. Dạo này á em cứ xin tiền mẹ hoài à. Mẹ dặn hỏi em đủ thứ hết trơn á. Mẹ hỏi là làm gì mà lấy tiền nhiều quá vậy, rồi mua cái gì mà xài tiền nhiều quá. Mẹ nghi ngờ đó. Gì nhiều nhiều gì, tiền có nhiều ra nhiều, có mấy triệu kêu nhiều. Chết rồi, vậy là chết rồi. Chết cái gì, chứ cái ông mày á nhưng chết có gì đâu em. Nè bây giờ em về em xin tiền mẹ nè. Mẹ nói mẹ về cho con xin đóng tiền không, cái mẹ không cho, cái nó bây giờ con phải đi xin tiền đóng tiền phù hiệu, mua khăn quàng, mua bút, mua vở, mua tập, mua gom, mua tẩy rồi ấy. Hay là em nói mẹ em xin tiền ăn hàng, ăn tóc bổ mấy ghim đi, ăn tóc bổ mấy ghim tới 20 triệu vậy đó. Đúng rồi đó. Sao hợp lý, giờ ăn cái bổ mấy ghim tao mua mỗi loại trái cây tao mua mấy ký tao ăn gì đó được không? Cho lại cha, cho mua gì đó cho anh, cho hổ tả cho hả cha. Đúng rồi đó, em nói không được đâu mà. Dạo này anh biết không, em đi theo tụi anh hoài á, nên là em học sa sút. Điểm mở tụt quá trời luôn, mẹ em la em quá chừng luôn á. Ủa đâu có liên quan đâu, tự nhiên đi tụi anh cái điểm em tụt thì gì đâu có liên quan tới anh. Em học trong trường, còn này mà công viên mà. Em nói không được đâu mà. Thôi nó nghe nè, hay là mình đổi kế hoạch khác đi được không? Mình làm cái khác đi, đừng có lấy tiền nữa. Được không anh? Nhưng mà không được, giờ á mình đầu tư đã nhiều rồi. Dạ tự nhiên không, mình không dễ nào dừng giữa chừng được hết trơn. Nó dừng giữa chừng là coi như tiền bữa giờ mình bỏ đi là vô ích. Em hiểu không? Thôi đi mà, mình đổi kế hoạch khác đi được không? Đi em năn nỉ đó. Nói chung là bây giờ là em muốn ra khỏi nhóm luôn. Em muốn bỏ tụi anh đúng không? À, không phải là ra khỏi nhóm. Tôi hiểu à... rồi. Thôi khỏi nói nữa, tôi hiểu rồi. Em lợi dụng con này xong rồi em bỏ chứ gì? Không phải mà. Ai... Nói tụi mình lợi dụng nó chứ nó lợi dụng gì khủng hoảng mày nghe đi không nha. Để tao, anh không hiểu gì hết trơn á. Em ở nhà suốt ngày à, ba mẹ em đi làm suốt, không có ai quan tâm đến em hết á. Em vô trường thì bạn bè cũng không thèm chơi với em. Em chỉ có đi học xong rồi em về em chơi với hai anh thôi đó. Em đâu có ý gì đâu, nhưng mà tại vì em xin tiền mẹ không được thôi. Dạ bây giờ làm sao đây? Thôi giờ thay là em ráng về em xin lần nữa coi được không ha. Lần nữa thôi, không được thôi. Không được là thôi á nha. Không được thôi đi. Không được là thôi á nha. Không được thôi, được. Em vậy nói, mẹ, giờ thôi con xin lần cuối cùng thôi. Là con nghĩ xin nữa. Mình nói vậy đó, mà xin lần nhiều á, xin 10 triệu cũng được. Thôi, vậy thôi không xin đâu, mẹ đánh em á. Thôi, vậy giờ 5 triệu thôi. Thôi, nói chung là em xin được bao nhiêu thì em xin thôi. Thôi. Nha, không được là thôi á. Đi đi, không sao đâu, em gán đi thì xin không được thôi. À, tụi anh đợi, tại đây. Nhớ. Xin nhiều càng tốt. Nhưng mà anh chở đây nha. Dạ lẹ, quay lại tụi anh chở. Thôi khỏi xin luôn đi. Sao vậy? Xin ít không biết được chưa mà kêu xin nhiều. Thì anh ý anh nói là xin nhiều là đốt thôi mà. Em đừng quan tâm lời Thành nó nói. Anh với em thì chỉ là bạn thôi. Tình bạn thì khó kiếm, còn tiền lúc nào mà kiếm không được, đúng không? Đừng quan tâm lời nó nói. Chỉ có anh Công là hiểu em thôi à. Chỉ có anh Công hiểu em thôi. Anh Thành đâu có hiểu. Không phải mà, không phải, ý em không phải vậy đâu. Em chỉ nói giỡn mà. Thôi giờ em ráng thêm một lần nữa thôi nha. Một lần cuối rồi đó. Anh chạy đây nha. Mày ngồi xuống đây. Thấy cái gì mày không có khả thi luôn. Gã thi bây giờ có tiền mới biết gã thi không, có vô duyên tự nhiên cái ghe nhỏ đen gì mà lấy tiền mình cán lại mình duyên từ lâu. Chứ ai thay bỏ đi nữa. Bỏ cái gì này tao nói mày nghe. Bây giờ là công sức mình bỏ ra bữa giờ, tiền bạc mình cũng bỏ ra một đống rồi. Đó rồi hôm nay tao hẹn ông bầu nè, anh hứa là sẽ cho mình anh diễn ở mấy cái tụ điểm sân khấu lớn. Rồi anh phải lo lót đủ thứ cho tao, rồi tiền xăng cổ cũng đi lại nữa. Người ta không biết bao nhiêu mà hỏi lại, tao hỏi rõ ảnh ra bây giờ không bao nhiêu tiền. Thấy không? Thì mình lo thêm. Mà mày nhắm mình có chắc không? Lỡ không được gì cũng mất tiền luôn á. Đó, cái ra là cỡ nào mình cũng phải hoàn thành xong cái vụ này. Mình tính gì tính. Ê, nhìn giống ông á. Ê, phải không á, phải không? Phải không là mày nhận là chứ.
chút xíu mà ẩm vô đây á, bỏ đường đó nha, mình mở miệng là hủy bột hủy đường chết không. Trời ơi, nắng quá à. Không biết sao mà không có hẹn người ta cái chỗ nào mà nó cà phê mới lạnh hay gì, hẹn chứ hẹn ngoài nắng gì, mệt ghê, cho tự xuống tắm coi. Ủa mà em men quá, ủa không mà em không có men, mà em dễ thương quá. Ở đâu rồi? Xuất kỳ vậy ta. Trời ơi, hẹn mà nắng nôi gì, về hư ra người ta hết. Trời kệ nó không sao đâu, miễn là mình có một số tiền mình gạt với cái mình đi xì ba, thoải mái liền. Ủa? Trời hẹn giờ này mà sao không có ai vậy ta? Nè anh ơi, nè nè. Trời nó kêu hoài không có ai, trời. Anh ơi, kỳ vậy ta. À, gần. Trời ơi, tôi gặp cướp rồi, bữa nào cũng con ngài rồi, làm sao chạy chứ không biết đường nào. Rồi, lấy hết đi. Đừng có hại đời em, cái thằng em đây qua nước ngoài bán không được như đâu. Nội tại em nó xài nhiều lắm, hơn hết rồi. Đừng nha mấy anh, đừng. Anh! Dạ, đừng. Anh Tâm đây! Dạ. Biết tên chị hả? Còn không biết tên anh hả? Anh biết gì vậy? Có lẽ anh đứng co vài cơ nó rút lên giật bẻ lại. Trời ơi, anh giờ tấn công không qua bỏ. Ủa hai em là ai mà biết tên chế vậy? Em là anh. Dạ, em Trông. Ủa? Thì ra là hai em gọi điện thoại cho chế đó hả? Dạ. Tên gì? Em là Thành. Dạ Trông. Trời ơi, nghe cái tên là biết rồi. Quỷ không à, ghét quá. Sao biết tên người ta cũng kêu, nãy giờ làm hết hồn à. Em biết sao không? Anh vậy chứ giờ anh dài lắm, anh mong manh dễ vỡ lắm. Ủa mà nãy giờ anh xưng lại gì với tụi em vậy? Chế. Chế chứ à. Không có người lạ đó là tự nhiên á chế lộ ra hết rồi, hiểu không? Mà có người quen á là chế còn lộ hơn nữa. Nhưng mà giờ em nên gọi là chế ha anh à. À dạ chế. Ghét quá. Chế chị không có chế nữa. À chị cái chế nó bóng lắm. Chị ngồi. Chị không có bóng. Dạ không. Ngồi đi. Đây là anh ta này, là cái anh mà bầu show mà ta nói với mày đó. Đừng có anh được nữa trời. À, chị. Ngồi đi. Dạ. Khó kêu lắm phải không bé? Dạ. Bé kêu anh là tên này thôi. Anh tên này. Anh tên này. Bỏ chứ anh đi con quỷ. Dạ, ghê à. Tony. Dạ Tony. Tại vì Tony tên là Tony nên gọi là Tony. Chừng nào dạ. Tony mà tên Tino thì gọi là Tino. Ủa chị cũng như vậy à? Không có khác nhau chứ, Tony với Tino khác nhau. Dạ, dạ mà thôi, sao cũng được. Kêu Tony thì phải kêu họ nữa. Tony Ho. Hả? Cái họ gì kỳ vậy? Tony Ho. Hồi đó đó, anh của Tony á là một người nổi tiếng. Đó là anh Robin Hood. Xong cái Tony đi nước ngoài thời gian, Tony đổi tên là Robin Ho. Nhưng mà về đây thì đổi tên là Tony Ho. Nghe tên giống Grand đồ quá. Cái quỷ mà. À giờ nói nghe nè cưng. À vậy nè. À bây giờ cái vụ mà cái gì mà vớ khăn luôn vậy? À dạ em nhột. À bây giờ cái vụ mà Tony hứa lo cho hai bé đó nha. Thì bây giờ hai bé cố gắng nha. Tất cả điều kiện Tony đặt ra hai bé phải đáp ứng đủ. Trời ơi bao nhiêu người qua tay của Tony bây giờ là thân tàn ma dại rồi. À không, qua tay Tony bây giờ là thân tàn ma dại rồi. Còn mà đưa tay Tony nha, Tony chứ không phải Tonight nha. Tonight là tối nay. Tony nâng như nâng trứng, hứng như là hứng hoa vậy đó. Tưng 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 tưng. Dạ đây biết cái nào nâng khó bỏ phải không? Thấy cái show mà khiêu vũ ở trên đài không? Cái show bước nhảy hoàng vũ. Không, đừng có quảng cáo tên, không có nên ha. Cái show mà nhảy múa trên đó đó. Trời ơi, một tay Tony lo đó. Trời. Đó, bởi vậy chỉ cần là lăng xê liền. Cái đó là tình cảm thôi. Cái chính là để lo da thôi. Da giờ này xấu quá, xài dưỡng da mà nó không có giữ ẩm á, mà nó giữ móc á, cho nên bây giờ đen mà đen móc luôn nè. Anh chị cho nó yên tâm. Em đang cho người về nhà lấy tiền rồi. Vậy hả? Vậy giờ mình làm cái gì? Dạ giờ mình ngồi mình chờ. Mình chờ lại, nó lại liền á. Ngồi chờ nha. Ê, cho đi. Gì vậy? Sao mới nói ngồi chờ? Ngồi đó chứ không phải ngồi trên đùi. Trời ơi. Người ta gái nhỏ nhẽo động dữ. Tao nhìn thấy sao á. Sao là sao? Mấy người vậy có tài lắm. Thì để tao. Sao đâu. Anh quên chị à, cái gì nữa bây giờ à? Dạ, quên chị chịu khó chị ngồi chị chờ xíu nha. Cái con nhỏ em nó chạy về nhà lấy tiền nó ra liền á. Đúng rồi nó ra liền á. Nãm nó sớm người ta kêu người ra đây ngồi làm móng luôn. Trời, biết chừng nào mới xong. Lâu không? Dạ nhanh. Hai bé ngồi với lại
tên đi. À dạ, à chị, giờ trong lúc chờ đợi mình bàn cái gì đã đặt tên nhóm thì tụi em. Đó đúng rồi. Bây giờ muốn tên nhóm sao? Hai đứa nè, dễ thương quá. Anh tên gì? Công. Cái Công. Dạ. Hai con công đang múa. Dạ. Thích không? Em thấy nó không được. Tự nhiên cái hai con công đang múa đấy nó không được men lắm rồi đó anh. Không được men. Nó không cứng lắm. Hai con công đang thôi nói cái nó mệt lắm. Công mà ban ngày nó múa chứ ban đêm nó hay hay gì cái đó cái đó bỏ qua đi. Thôi đợi còn hai nó lâu quá vậy ta. Cái gì chưa đặt tên xong mà bỏ qua gì. Bây giờ đặt tên gì nữa nè. Tên Công với Thành. Công với Thành là canh xong mới nó thồng. Kỳ vậy. Ghê quá. Bây giờ tên gì? Thích tên gì? Em thích cái gì mà à, hồi đó cái nghệ danh của Tony đó là Robin Ho đó. Hai bé thích đó thì đặt nhóm nhảy Robin Ho. Thôi chịu khó về dựng hai cái tâm luôn, để cái mỏ lên này nè. Hả? Ê đâu nhìn cái môi. Ui tụi em lấy tên được rồi. Hồi xưa có nhóm gì mây trắng, mây trắng, nhóm ca mây trắng. Bây giờ hai đứa mình làm nhóm múa mây dồi. Mây dồi là môi dày đó, dễ thương lắm, trụ vô. Thôi đứa nào nó về cui nè. Chế làm nhóm trưởng ra. Thì thôi mấy cái tên nó nghe kỳ quá à. Kỳ quá hả? Dạ. Vậy có tiền chưa? Dạ chưa, giờ nhỏ em ơi sao nó lâu quá vậy. Trời ơi chết rồi. Trời ơi gió thổi lông dựng đứng lên hết rồi. Không được, phải kiếm chỗ nào phải chỗ nào núp nắng mới được. Thôi bây giờ về đi, hai đứa ngồi đây nha. Tony đi chút xíu nha. Anh quên nữa. Có tiền cho mượn 10 ngàn 20 gì mua dừa uống đi. Dạ. Còn ổn là 20 ngàn. Xíu đưa lại. Bye. Sướng quá, vậy là được 20 ngàn. Ý trời ơi, con bé Thảo. Tao thấy ổng sao sao tao không có tin mày ơi. Không sao đâu, ổng gì cũng có tài lắm mà. Hai anh ơi, buồn quá à. Em xin được tiền của mẹ rồi nè. Nhưng mà đưa tiền cho hai anh Thanh xong á lại phải đi về đó nha. Mẹ không cho em đi chơi nhiều nữa rồi. Mẹ không cho em đi chơi nhiều hả? Ừ. Thôi về nhà đi ha. Ừ, về nhà đi. À, tại vì cái này để cho anh. Anh lo. Rồi cho này cái gì cái anh gọi cho em. Cảm ơn kinh nhiều nha. Dạ. Anh ấy làm tốt nha. Trời đất ơi. Alo. Bà hả? Tôi gặp chuyện lớn rồi. Cái tiền này á em giao tay anh là em yên tâm theo rồi. Còn giờ em sợ mẹ la đúng không? Em đi về đi. Về mẹ không la nữa. À, đi về em về sớm nha. Kiếm dạ. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chuyện lớn chưa? Dạ. Con sao vậy? Bà sao con nói với mẹ? Con nói là con đem tiền đóng được thêm. Mà bây giờ làm sao? Con đem cho bạn đúng không? Ờ. Thế con cho. Mẹ đã bao nhiêu lần nói với con rồi. Mẹ không thích nói dối. Có gì thì con nói ngay mẹ. Nói thiệt đi. Lấy tiền làm gì? Cho nó làm gì? Dạ. Bây giờ á. Ừ? Nói. Chị đã học hành xa xúc như vậy. Rồi á. Thiệt mẹ không biết từ nào để nói với con nữa hết á. Bởi vậy. Trời ơi, cũng may đó, cũng may phước là tôi phát hiện được. Nó lấy tiền nó cho hai này, không phải học hành, không có tốn tiền hết. Mà lấy cái tiền này để nó lăn xe, nó làm cái giống nhảy. Nó lộn trời lên, trời ơi, đập na, đập đợn. Ông ba nữa. Bà tôi sao? Bà yêu với tôi không được tôi cái đi. Chị em. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi. Vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Bà, tôi khuyên bà làm sao? Khuyên gì đâu? Tôi nói bà bỏ cái nghề lừa gạt này đi. Trời. Để làm chi? Bà hứa tôi bao nhiêu lần hả? Tôi lừa gạt hồi nào tôi lừa đảo rồi. Cái này là ta là tung cái gì trung tâm đào tạo lăn xê không? Đây nè, nâng đỡ tài năng trẻ. Có tiền tôi lăn xê, không có tiền đừng có mơ, đơn giản vậy thôi. Bà đừng có nói nhiều, bà đứng ở chỗ đó cho tôi. Ừ. Cô ơi. Gì vậy? Dạ, cho con là bạn của Thảo. Con là bạn của Thảo. Cô cho con gửi lại số tiền. Thấy không? Con. Hai con xin lỗi cô. Con không có ý đâu, tụi con không có lừa gạt Thảo đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tụi con có vụ Thảo lấy tiền thiệt. Dạ không? Tụi con biết gia đình Thảo giàu. Nhưng mà tụi con không có ý hại Thảo. Tụi con chỉ muốn làm một cái nhóm nhảy thôi. Chứ tụi con không cố tình đâu. Con coi Thảo là bạn thiệt. Dạ đúng rồi. Đam mê á là một cái tốt. Nhưng á cần phải có trường lớp, có học hành đàng hoàng. Chứ không phải là muốn làm là làm rồi nhẹ dạ cả tin. Đây là huệ bạn của bác. Tánh nó thì rất là tốt. Nhưng mà có cái tật lỡ không. Rồi đi lừa người này lừa người kia. Bác nó nói bao nhiêu lần mà không có nghe.
đó. Ơi có lừa đảo đâu, tụi nói tụi nó rồi, bây giờ tụi nó có cái tâm, tụi nó đam mê nghề thì tụi nó phải có điều kiện nè, điều kiện mong thôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Cái gì nữa? Bà nói thôi, tôi kêu mang bắt bà liền á. Rồi giống nói đi, gia đình tự xử nhau đi. Thôi được rồi, đây nè. Còn cái số tiền này á, coi như bác tặng cho mấy đứa. Trời, tụi con họ không dám nhận. Tụi nó cũng dám lại nhận nữa, bà la nãy giờ. Nè. Thì thôi cứ nhận đi. Bác biết là các con cần để phục vụ cho cái việc mà nhảy múa gì đó, đam mê đó. Nhưng mà bác sẽ là người đứng ra giới thiệu cho. Tại vì ông xã bác cũng quen một số người làm nghề nghệ thuật. Đó như vậy đó. Dạ, nên nếu được vậy thì con cảm ơn bác. Còn bà nữa nghe. Cái gì? Tôi nói cho bà nghe nha. Bà nghe lời tôi. Mà bỏ nó còn một lần nữa là bà chết với tôi nghe không? Trời ơi, nhờ tôi mọi chuyện mấy em xui, nhờ tôi nè. Sau cơn mưa trời lại sáng mà giờ quá. Đó, đối xử với bạn bè vậy được không? Ác ghê vậy. Thôi được rồi, tôi nghe lời bà rồi. Đừng có nói nhiều nữa. Thôi, cái chuyện nè, tụi con nhớ nè. Cô nói rồi đó, phải cố gắng. Có đồng tiền rồi, có điều kiện rồi. Phải kiếm một cái chỗ nào đàng hoàng để lăn xe mình. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ. Cái gì? Vậy là mình sẽ thực hiện được đúng không rồi? Không. Thôi bây giờ mình về, hai mẹ con về trễ rồi con. Dạ. Dạ gì? Con chào bác. Chào bác. Về. Con cảm ơn bác nhiều. Chào bác. Hẹn gặp lại tao nha. Đúng rồi. Ủa? Bé về hả? Con nhóm bay dò về hả? Kìa. Thôi giờ tôi thì sao? Còn bà? Tiến. Hả?